Hello, mình xin chào anh chị. Em vừa ăn cơm xong nên tranh thủ làm video thì thứ nhất là để hỗ trợ cho anh chị là chúng ta sẽ có một cái góc nhìn toàn cảnh về thị trường và phân tích một số cái dòng hoặc là một số cái cổ phiếu tốt để anh chị có thể là lên tàu trong thời gian tới. Cái thứ hai nữa là cái nội dung chủ đề mình làm ngày hôm nay thì hướng dẫn anh chị là cách nhận diện ra là cổ phiếu của mình đang ở giai đoạn nào, tức là định vị cổ phiếu ở trên thị trường chứng khoán. Thì khi mà chúng ta định vị được, chúng ta nắm được cổ phiếu đang ở giai đoạn nào thì chúng ta mới biết được là chúng ta cần phải mua, bán hay là nắm giữ, chứ không chỉ là chỉ ngồi và chúng ta mua sau đó thì chúng ta cứ thấy thị trường xanh thì chúng ta bảo là tốt, còn giảm thì chúng ta lại bảo là xấu. Chính vì vậy thì cái buổi video ngày nay chắc chắn khẳng định anh chị là sẽ có rất nhiều kiến thức rất là hay. Ở trong video này thì em sẽ chia sẻ với anh chị. Mà những kiến thức này nếu anh chị mà mua sách về đọc thì có thể là mất rất nhiều thời gian. Và em chia sẻ thì nó sẽ có cái góc nhìn trực quan hơn. Thì thứ nhất thì liên quan đến thị trường ấy, thì chúng ta xác định là hiện tại thị trường đang ở giai đoạn nào. Thì nếu mà nhìn theo một bối cảnh vĩ mô dài, chúng ta sẽ xem những cái biểu đồ nó phải lớn hơn, đó chính là biểu đồ tuần. Phải là xem biểu đồ tuần. Còn nếu mà dài nữa thì chúng ta phải xem gì? Chúng ta phải xem biểu đồ tháng. Đối với biểu đồ tuần thì chúng ta thấy là hiện tại trong một cái bối cảnh như này, đây đang là sóng hồi. Đây đang là sóng hồi, khẳng định đầu tiên phải là sóng hồi. Chưa phải là thị trường bước vào uptrend. Đấy là điều đầu tiên mà chúng ta phải định vị thị trường. Do vậy, trong sóng hồi, đầu tư chỉ mang tính chất là lướt sóng. Đấy là điều đầu tiên. Cái điều thứ hai chúng ta sẽ xác định là gì? Cái thời gian hiện tại như thế nào. Thị trường đã tăng được và đi được 7 phiên liên tiếp, 1 2 3 4 5 6 7, và hiện tại anh chị sẽ so sánh giữa cái khối lượng và cái đà tăng giá thì chúng ta thấy là gì ạ? Trong quá trình mấy phiên ngày hôm nay, khối lượng tăng, thanh khoản thị trường rất là tốt, rất là tốt, biểu hiện bằng những cổ phiếu chứng khoán như là SSI, VND, vân vân, một số cổ phiếu thuộc Blue Chip và một số cổ phiếu VN30 tăng rất tốt, VCB kéo thị trường này. Do vậy thì thị trường hiện tại dòng tiền là dòng tiền lớn đã vào chứ không phải là không vào. Đấy là điều tiên chúng ta phải khẳng định với nhau là như vậy. Cái thứ hai, dòng dẫn dắt đã có chưa? Trong một thị trường tăng giá buộc phải có những dòng trụ lớn đỡ thị trường, đó chính là banh, chứng, thép, bất động sản. Thì hiện tại các dòng này đang có dòng tiền vào và đã tăng trưởng khá là tốt. Có những cổ phiếu là tăng ít nhất là 30-40% từ đáy trở lên rồi. Đối với banh, anh chị có thể quan sát rất nhiều banh STB này. Nếu mà tăng tính giá từ giá 18 mà lên 25, 40%. Rồi những banh như là Tiên Phong Banh thì chạy chậm hơn nhưng cũng phải được là 20%. Chứng khoán thì có SSI, VND. Đấy, những cổ phiếu hết sức là quen thuộc của chúng ta thôi. Thì cơ bản nó tăng rất là khá từ đáy rồi. Cái thép thì mới gần đây thì Hòa Phát. Cổ phiếu rất nặng mông, với Nam Kim. Bất động sản thì anh chị cũng biết rồi, DGCL, Hà Đô, Nhật Liêm, vân vân. Thì đây là những cái cổ phiếu là, một là vốn hóa nó tương đối, cái thứ hai nữa là những cái dòng như vậy nó tăng thì thị trường mới đi lên được một cách bền vững. Thì chúng ta phải khẳng định với nhau rằng sóng hồi này là sóng hồi bền vững vì đã có dòng tiền vào, và cái thứ hai là đã có những cái dòng nó là trụ đỡ của thị trường, nó là xương sống thị trường, không phải là tăng bằng penny, không phải là tăng bằng một số mid cap, mà đã thị trường đã có dòng tiền lớn vào những cổ phiếu lớn thuộc những cái nhóm ngành lớn. Đấy là điều thứ hai. Cái điều thứ ba là chúng ta phải xác định được là trong sóng hồi này chúng ta, chiến lược của chúng ta là gì? Chỉ đầu tư lướt sóng. Vì khi ở giai đoạn 2 thì chúng ta mới đầu tư tăng trưởng được. Còn hiện tại nếu mà nhìn trong tiểu tiết, tức là chúng ta nhìn sóng hồi trong cái vùng này. Đấy. Thì đây hiện tại chúng ta đang ở giai đoạn 1, nhưng nếu mà nhìn toàn cảnh của thị trường theo biểu đồ tuần
Thì hiện tại chúng ta vẫn đang ở giai đoạn 4 chứ không phải là đang ở giai đoạn 1, vẫn đang là trong cái đà giảm downtrend, vẫn chưa quay trở lại. Chỉ khi nào thị trường tăng điểm vượt đỉnh thì mới chúng ta mới xác định đó là downtrend. Đáy sau phải cao hơn đáy trước, đỉnh sau phải cao hơn đỉnh trước. Và chúng ta kết hợp thêm các cái đường MA, dài hạn nhất là đường MA 200, ngắn hạn hơn nữa thì là 150, 50 và 20. Thì các đường MA ngắn nó phải nằm trên đường MA dài và đường giá nó cũng phải nằm trên đường các đường MA vậy. Như vậy thì chúng ta mới xác định được là thị trường ở sóng tăng, còn hiện tại vẫn trong đà giảm. Nên là chúng ta phải xác định là chúng ta đánh sóng này, chúng ta như video trước em đã làm rồi đấy, thì anh chị là giữ đến một cái khoảng thời gian nhất định thôi, một sóng hồi là 10 đến 13 tuần đấy, thì là chúng ta sẽ có thể là lướt sóng khoảng tháng rưỡi đấy, tháng rưỡi đến 2 tháng, 2 tháng rưỡi thì là chúng ta bán. Thì lướt sóng đây có rất nhiều kiểu, có thể anh chị đánh T3 nhanh nhạy, đánh T3 được, T5 T7 đấy. Có những anh chị là gì, chúng ta chỉ xác định là thị trường có pha đảo chiều là chúng ta mua những cái dòng thuộc banh chứng khoán bất động sản như hôm qua em chia sẻ đấy, sau đó chúng ta giữ đủ thời gian là chúng ta bán đấy. Cái phương pháp đấy thì cần sự kiên nhẫn cũng như cái tầm nhìn hơn đấy. Còn tùy theo phương pháp của anh chị thôi, còn để bây giờ em cũng đang xử lý hướng cho một số anh chị về bờ đấy, thì chỉ có cách là một là những cái danh mục mà nó lỗ sâu quá đấy, thì là anh chị tốt nhất không cắt lỗ mà chúng ta hãy trading hạ giá vốn, vì sóng hồi thì cổ phiếu nào nó cũng hồi thôi đấy, nên là chúng ta trading hạ giá vốn. Còn những cổ phiếu ví dụ danh mục chúng ta nhiều quá, 1 tỷ chúng ta nên đánh 4 5 mã thôi. Còn ví dụ đánh nhiều nhiều quá thì chúng ta phải tỉa gọn danh mục đi và dồn vào những cổ phiếu mà hiện tại nó đang có nền ấy, còn đừng đua break out vội đấy. Nên nói qua về chiến lược, cái điểm tiếp theo mà em muốn chia sẻ với anh chị ấy, là con số 9. Đây là con số rất đặc biệt, con số 9. Thì chúng ta hãy đếm này, 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thế vậy còn 2 phiên nữa là đến con số 9 đúng không anh chị? Đấy. Con số 9 là con số đầu tiên, chắc anh chị một số anh chị là học về thời gian. Đấy. Thời gian các con số liên quan đến thời gian chu kỳ ấy. Thì con số 9 này, con số 17 này, một số con số khác nữa nó có công thức ấy. Thì là nó sẽ sau đến cái ngày này thì là nó sẽ có một cái sự tiến hóa, biến hóa, tức là sự biến đổi. Nên anh chị phải lưu ý thế, và chúng ta bắt đầu tính từ cái phiên tăng này đến đây là được 7 ngày đấy, thì 9 ngày thì cách khoảng 1 2 phiên nữa có thể sai sót 1 phần 6 thời gian đấy, thì có thể là nó sẽ sai sót có thể 1 ngày đó. Cái điều thứ hai này, anh chị hãy xem những cái cổ phiếu trụ nhiều người em phân tích ấy. Thằng VCB bao giờ cũng tăng cuối chu kỳ, anh chị hãy nhìn mỗi lần nó tăng đi, sau đó thì thị trường làm sao? Đây đúng không? Anh chị sử dụng những cái cổ phiếu này làm chỉ báo rất tốt. Mỗi lần nó tăng thì thị trường làm sao? Sau đó thì điều chỉnh. Đấy. Mỗi lần nó tăng tăng sốc, thị trường sau đó lại điều chỉnh. Mỗi lần nó tăng sốc, thị trường sau đó lại điều chỉnh. Mỗi lần nó tăng sốc, thị trường lại điều chỉnh. Điều chỉnh sâu luôn. Đấy. Và như vậy thì như những ngày hôm nay thì dòng tiền vào những cổ này rất lớn. Kể cả VNM. VIX cũng bắt đầu cũng có dòng tiền. VIX thì chưa. Masa. SAB đúng không? Này, tự nhiên có 6. GAS rồi. Nên là chúng ta hãy lưu ý rằng khi mà những cổ này được mua từ hôm thứ ba thì ngày mai hàng về rất nhiều, hàng về rất nhiều, và thị trường ấy mà tăng trong im lặng, tức là tăng chỉ là một số trụ thuộc VN30 hoặc là thuộc Blue Chip nó tăng, hoặc là VN-Large Cap, nhưng các cổ phiếu các dòng lại đa phần chúng ta thấy nó đứng im hoặc là điều chỉnh nhẹ, thì em gọi đó là tăng trong im lặng, đấy là một sự tăng nguy hiểm. Nên anh chị phải lưu ý những cái điều đấy nhé. Mình không chiên lợn ở đây, mình rất ít khi là phân tích tiểu tiết, dự đoán tiểu tiết, tại vì làm gì có ai đoán được là ngày mai thị trường như thế nào đúng không? Chúng ta chỉ biết là chúng ta có tầm nhìn, chúng ta đo sóng,
Nên chúng ta xác định thời gian, khung thời gian. Đấy, sau đó thì chúng ta vào những cái dòng đấy. Chứ còn nếu mà phân tích tiểu tiết thì rất là khó. Một số anh chị hoặc một số anh em đánh phái sinh thì mới phân tích được trong phiên giao dịch. Chứ còn để phân tích từng ngày một rất là khó. Thế nhưng mà mình ở đây là mình đang đưa ra một cái tầm nhìn để anh chị có thể là chủ động. Vì có thể một phiên nhé, mất hết lãi. Anh chị luôn luôn rơi vào những cái trường hợp khi đầu tư trên thị trường một phiên là mất hết lãi, kiếm lãi được 5-7% sau đó thì một phiên mất hết lãi. Đây ví dụ như cái dạng này, đúng một phiên mất lãi cả bao nhiêu công kéo lên ở đây mấy chục phiên, đúng đây 1-2 phiên mất hết lãi. Đây cũng vậy. Do vậy để nó đi lên được ấy, trong giai đoạn một nha anh chị nhé, thì không có phân phối, trong giai đoạn tích lũy không có phân phối mà chỉ có rũ bỏ, nên chúng ta phải phân biệt được hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu trong quá trình đi lên ý, thì mới có phân phối, mà phân phối mấy lần, phân phối 3 lần, thường là 3 đến 5 lần là thị trường ngõm nhé. Những cổ phiếu mà blue chip thì có thể phân phối dài vài tháng đấy, và phân phối từ 3 đến 5 lần có thể hơn. Những cổ phiếu mà mid cap thì phân phối có thể là 2-3 lần và thời gian nó ngắn hơn. Những cổ phiếu penny thì nó chỉ phân phối khoảng một đỉnh thôi, cùng lắm có những cổ phiếu 2 đỉnh là căng thôi, là nó sẽ đạp xuống. Còn trong quá trình tích lũy sóng hồi thì nếu mà sóng hồi hiện tại mình như mình đã phân tích từ đầu, có dòng tiền vào, có các dòng kia, có các dòng dẫn dắt rồi, thì sóng hồi bền vững thì nó chỉ có rũ bỏ, nó chỉ có rũ bỏ thôi. Và rũ bỏ bằng cách như thế nào? Rũ bỏ bằng gì ạ? Một cái tin xấu nào đó. Anh chị có để ý BIDV lúc nào nó chuẩn bị nó đánh lên, nó cũng tung ra cái tin là phát mãi tài sản là không thành công với cả bán giá rẻ. Lần nào nó đánh lên nó tung ra cái tin đấy, năm nào cũng vậy. Mình ở trên thị trường lâu nên là mình cứ nghe cái tin đấy là mình biết thừa là thằng BIDV chỉ đánh lên. Anh chị cứ để ý mà xem, thằng BIDV lúc nào nó cũng tung tin ra phát mãi tài sản không bán được. Rồi thằng FRT năm ngoái ấy, chuẩn bị nó đánh lên nó tung ra cái tin là gì ạ? Không trả tiền mặt bằng. Không trả tiền mặt bằng sau đó nó cho sàn phiên đây. Cho sàn phiên đấy. Rất nhiều lần nó như thế. Bao giờ những cổ phiếu mạnh ấy, trong nền tích lũy tự nhiên nó sàn. Anh chị nhớ kỹ nhá. Tự nhiên có một phiên sàn vô cớ luôn đó. Vô cớ luôn. Thế là chúng ta phải 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 tỉnh táo. Nếu trong tích lũy thì chúng ta không được cắt lỗ. Chúng ta xác định kỹ được rồi, chúng ta xác định nó là nền tích lũy thì chúng ta không được cắt lỗ. Giữ đi, gồng một tí cũng được. Có những anh chị gồng mấy tháng còn gồng được, nên là những cái trong những cái pha mà tích lũy thì chúng ta không nên cắt lỗ. Mà như qua em phân tích rồi, cắt lỗ chỉ ở đâu, chỉ ở nền 3 nền 4 thôi. Khi nó chạy thì chúng mà chúng lỡ chúng ta đu và chúng ta mua thì chúng ta phải sẵn sàng chúng ta cắt lỗ. Đấy, còn những cổ phiếu đang tích lũy thì không nên cắt lỗ. Đấy. Một cái điểm tiếp theo nữa này, vậy thì căn cứ vào những cái điều đấy thì chúng ta thấy rằng là gì, thị trường có thể điều chỉnh ngày mai. Mình thử dự đoán nhé, mình thì không dự đoán trực tiếp nhưng mà mình thử dự đoán như vậy. VCB tăng này, rất nhiều cổ phiếu đang 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 lớn, đang có dòng tiền vào. Đấy. Và cái quy luật của thị trường trong giai đoạn này, trong quá trình tăng chắc chắn luôn là các dòng thay nhau chạy, nên là anh chị mua dòng nào nó cũng tăng thôi. Cứ banh chứng phép bất động sản mà táng, và thêm cái dòng nông nghiệp nữa thì nó ăn theo sóng đấy, thì anh chị đầu tư công vân vân, đầu công thì nó cũng ăn theo thằng bất động sản rồi, anh chị mua. Còn nếu đang trong quá trình tích lũy thì chúng ta không cắt lỗ, nhưng mà cái giai đoạn này thì nó có cái dòng gọi là mấy cái ông la cáp ông vào, thì mấy cái điều đấy thì mình thấy lại không tốt lắm đấy, nên là có thể nhé, trong quá trình đi lên nó sẽ rũ và nó rũ rất là sốc, rũ rất mạnh để rũ bỏ toàn bộ nhà đầu tư. Vì đấy là đặc tính của Big Boy cá mập, là họ không bao giờ gì muốn cho ai ăn cùng mình cả. Và thứ hai nó tàu càng nhẹ thì đi càng nhanh đấy, càng đỡ tốn nhiên liệu, đẩy thuyền cũng là dân và lật thuyền thì cũng là dân. Thì trong quá trình đấy thì họ phải đạp rũ bỏ nhà đầu tư xuống đấy, đạp rũ bỏ nhà đầu tư xuống. Sau khi đạp rũ bỏ xong thì họ bắt đầu họ thu gom đấy, họ đo lường, họ thu gom, họ kéo lên, thì lúc đấy kéo lên có thể là thanh khoản thấp đấy, nên là chúng ta thấy một số cổ phiếu như FLT chẳng hạn, khi kéo lên thanh khoản khá thấp đấy, nó không có thanh khoản mấy đâu vì rũ hết rồi mà. Cái đoạn này anh chị thấy tự nhiên dòng tiền dày đặc đúng không ạ, dòng tiền dày đặc đúng không ạ, đây là dòng tiền đúng không ạ. Đấy, nhưng quá trình đây nó còn có cả một phiên sàn đây nữa,
một phiên break dòng tiền lớn ấy, tự nhiên lăn ra sàn một phiên, anh chị thấy buồn cười không? Đấy. Nên là nó phải đạp nhà đầu tư bằng cách vậy, nên là tất cả các cổ phiếu sắp tới sẽ bị đạp một phiên sàn, em khẳng định anh chị là sẽ có một phiên như vậy, và đó là cơ hội cuối cùng để những ai chưa về bờ được chúng ta cơ cấu danh mục. Tức là chúng ta gì ạ, chúng ta ví dụ chúng ta đang có tiền thì đấy là phiên để chúng ta lên tàu, và nếu mà nó sàn hai phiên thì còn tốt nữa. Đấy. Nhưng em nghĩ là tiền vào mạnh như này thì chắc chỉ sàn sàn một phiên thôi, và khi đó media bắt đầu tung ra tin gì xung đột vũ trang vân vân, tin này tin kia, HAG tăng lên thế thì hôm nay lại tung tin là gì ạ? Có dấu hiệu vi phạm, nghe rất là vô lý. Đấy. Anh chị thấy rất là buồn cười thôi, cứ y rằng là giảm là đạp ra tung tin xấu, media là chạy theo thôi, nên chúng ta đừng có đọc tin nó ra như thế nào rồi thì media chạy theo như thế thôi. Đấy. Còn cái gì đấy anh chị bảo thép, giá thép giảm đúng không, nó tiền vào ầm ầm cái gì đó, lại sợ rằng là gì Trung Quốc với Đài Loan, Trung Quốc với Đài Loan thì nếu mà xảy ra thì cũng có thể là dầu này, thép này, kể cả lương thực. Đấy, mình trêu là bộ đội thích ăn chuối đấy. Thì chúng ta cũng phải nghiên cứu đấy, mình nói thế thôi, còn anh chị phải xem chart rồi anh chị xem cung cầu. Đấy, những cổ phiếu như thế này thì đây là mẫu hình vai đầu vai ngược dạng chéo rồi, một là đây điểm mua sớm này, nói thẳng anh em là mình đã mua ở phía này chưa, vôn đây thấp dần này, vôn ở vai phải bắt đầu cao dần này, đúng chuẩn luôn, và mẫu hình nhỏ trong mẫu hình lớn đây là mẫu hình hai đáy đúng không ạ, đáy một đấy mình cứ cho vậy đi, đáy hai đây, đáy hai thì thấp hơn đáy một và khối lượng cũng thấp hơn đáy một, chuẩn luôn. Phiên này là cái phiên vượt mẫu hình nhỏ hai đáy, còn mẫu hình lớn hơn thì là vai đầu vai ngược, phiên này người ta gọi là phiên SOS, nên là đây cũng có thể là điểm mua, chúng ta mua ở đây thì chúng ta có thể mua thêm đây. Đấy. Và nếu cổ phiếu tái tích lũy ở đây 5 đến 7 tuần nữa siết chặt thì chúng ta có thể tham gia break lên thì mua nốt. Đấy, đấy là cái phương pháp mình nói thế nhé, mình phương pháp nói thế nhé, còn tất nhiên tất cả cổ phiếu nào cũng đều có rủi ro cả chứ không phải không có rủi ro, nhưng mà chúng ta phải xác định là đã chơi là chịu, làm thì dám chịu thôi, chúng ta dám nhảy vào chơi thì chúng ta phải chấp nhận rủi ro thôi, nên chẳng cổ phiếu nào mà chúng ta nói là có thể là tăng một hai lần mà chúng ta chắc như đinh đóng cột cả, tất cả nó đều có thể xảy ra, nhưng mà chúng ta phải đánh, chúng ta đầu tư chúng ta phải dựa trên xác suất 4 mã đi, đúng được 2 mã mà đúng tỷ lệ lãi trên lỗ 3/1 anh chị vẫn lãi, mà một thương vụ lãi là bù được 3 thương vụ lỗ rồi, nên nên đấy chính là cái cơ hội cuối cùng nhé, nói anh chị để anh chị nào mà chưa về bờ thì anh chị có thể lên tàu, và cổ phiếu chọn như nào thì anh chị cảm thấy ok thì anh chị gặp trực tiếp em hoặc là liên hệ với em. Đây, trở thành khách hàng rất nhiều anh chị giai đoạn này cũng đã liên hệ với mình rồi, sẽ lên danh mục hỗ trợ cho anh chị, chắc chắn là ăn được con sóng này thì cũng sẽ là không khẳng định 100% là về bờ, nhưng mà có thể là bớt lỗ đi rất nhiều, rất nhiều anh chị mình đã giúp được rồi. Đây, còn nói về thêm về cái phần mà chúng ta đấy là xong phần 1 nhé, cái phần thứ hai phần rất là hay này. Đấy, đó chính là chúng ta sẽ nắm được là cái giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 khác nhau như nào. Ở đây thì một cái slide đây thì mình cũng sẽ chia sẻ với anh chị, đó chính là các giai đoạn cổ phiếu. Giai đoạn 1 thì một số anh chị đọc sách cũng có rồi đúng không, giai đoạn 1 thì là cổ phiếu đi ngang thờ ơ này, quanh quanh SMA 200, thực ra nó là MA thôi, kết quả kinh doanh thu nhập doanh thu tỷ suất lợi nhuận chưa rõ ràng, khối lượng thì tương đối thấp, và giai đoạn này có thể kéo dài vài tháng vài năm. Đấy, thì chúng ta đã thấy rồi, một cổ phiếu ví dụ như kết quả kinh doanh chưa rõ ràng, rõ ràng nhất là cái giai đoạn 1 nó như này, đây nó loanh quanh em và 200 đỉnh sau và đỉnh trước, giá sau giá trước, nói chung là nó trong một cái pha tích lũy để chúng ta cứ hiểu như vậy cho dễ. Đấy. Còn ở giai đoạn 2 này, giai đoạn 2 thì là nó phải tăng ít nhất 25% với đỉnh 52 tuần, tức là ví dụ như cổ phiếu như ai thì làm sao mà gọi là trong xuống tăng được, nó chỉ đang chỉ là sóng hồi thôi, nên chúng ta chỉ lướt sóng thôi, đến một thời điểm nhất định là chúng ta phải bán ra thôi, nhưng chúng ta không tham một phát nó không thể nào nó kéo lên đây ngay được đâu,
Làm cái gì chúng ta cũng phải có thời gian. Một bà mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày thì thằng bé mới chui ra được đúng không chị? Làm sao mà một cổ phiếu mà nó phi ngay lên đây được? Nó mất hàng bao nhiêu năm rồi nó tích lũy đấy, nó mới phi lên được. Anh chị làm gì có chuyện mà cổ phiếu nó phi ngay lên được. Đấy. Chẳng qua dạo này thanh khoản thị trường tốt cũng như có game T cộng 1,5 rồi hệ thống KRX nó cũng chỉ mang tính chất tin đồn thì chúng ta cứ ăn theo tin đồn đi. Thế thì ví dụ nó tăng lên khoảng 25 27 là chúng ta chốt là cũng nghỉ ngơi được rồi. Nếu mà lên được tầm đấy là chúng ta chốt nghỉ ngơi được rồi. Còn thêm một phần nữa đó chính là đây, đây ở giai đoạn 2 thì là khối lượng tăng thì giá tăng, khối lượng giảm giá giảm, đáy sau phải cao hơn đáy trước, đỉnh sau phải cao hơn đỉnh trước, đường giá phải nằm trên đường MA 20 đấy. Và các đường MA nhỏ phải nằm trên thằng MA lớn và đường MA 200 phải dốc lên ít nhất từ 1 đến 3 tháng, và RSI phải lớn hơn 58. RSI phải lớn hơn 58. Ở đây mình ít dùng chỉ báo lắm nên là cơ bản là mình chỉ nói vậy để anh chị nắm được thôi. Nhưng những cổ phiếu này đây chúng ta thấy là đáy sau thì vẫn thấp hơn thôi, còn trong một cái pha này thì đúng là đỉnh sau này. Đây chúng ta nhìn tiểu tiết nhé, tiểu tiết để đánh cho sóng nhé. Đây thì đúng là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước đúng không? Đỉnh đây, đáy đây, đáy sau cao hơn đáy trước thì đang đang là xu hướng tốt tích cực đấy, cơ bản chúng ta nhìn nhận như vậy. Thứ hai là cái dòng tiền vào thị trường khá tốt nên mấy cái thằng chứng khoán nó hưởng lợi thôi đó. Đấy, còn để đánh cái nào đây, chia pha theo chu kỳ dài như thế này thì anh chị phải phải biết chia cơ. Cái này mình sẽ hướng dẫn anh chị sau đấy, có cả công thức để tính nhá. Đấy, còn ở giai đoạn 3, giai đoạn phân phối thì khi nào thị trường đến giai đoạn 3 chúng ta tính sau. Hiện tại thị trường đang ở giai đoạn 1 nhé, thì mình sẽ tập trung anh chị vào giai đoạn 1. Đấy, cơ bản là vậy. Thì là chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ sắp có cơ hội rồi, anh chị nào chuẩn bị muốn về bờ sẽ có cơ hội rồi. Thì đấy là cơ hội để chúng ta lên tàu. Đấy. Nhưng còn chúng ta không mong muốn thị trường nó lên tuột tuột một phát, nó không có đâu. Anh chị nhớ con số 9 nhé. Đấy. Sau số 9 là đến con số bao nhiêu? 17. Anh chị nhớ em những con số như này. Đấy, tính sau này em sẽ hướng dẫn cụ thể sao. Những cái này không ai chia sẻ đâu, chắc chỉ có mỗi em chia sẻ anh chị trên thị trường thôi. Mình xem rằng là thị trường đoạn này vận động một cách bài bản như vậy thì chúng ta cũng phải xem Big Boy họ đánh đoạn này đang rất là cẩn thận, không đánh sốc, đang đánh rất cẩn thận. Đấy, chúng ta phải thấy thế. Từ việc tung media ra, tung game ra này, rất là cẩn thận luôn đấy chị. Đấy, nên là chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta đánh đoạn này khá an tâm, khá an tâm. Còn những cổ phiếu em lấy ví dụ mà nó chưa chạy hết chu kỳ là SSI này, vẫn chưa hết sóng hồi này, thì chúng ta sẽ chờ, chúng ta sẽ chờ thôi. Nó thường nó vượt kênh ấy. Đây, hôm nay em chia sẻ luôn anh chị là ba cái điểm breakout này, ba điểm breakout. Một là gì ạ? Một là breakout nền giá, hai là gì ạ? Hai là breakout kênh, và ba là breakout đỉnh. Đấy, thì anh chị phải phân biệt này, chúng ta hay bị đu đỉnh ở phần nào này. Đây là cái phần này rất hay anh chị nhé, nên là anh chị mà nắm được cái phần này anh chị tránh được đu đỉnh cho tốt này. Chúng ta phải phân biệt được cái thằng nào xác suất nó cao nhất là thành công khi breakout ấy. Đấy. Nên là chúng ta thường chúng ta cứ thấy nó tăng mạnh vượt đỉnh là chúng ta mua chết. Một là breakout mà an toàn nhất là breakout nền giá. Mà nền giá kiến tạo như thế nào thì chúng ta nên đọc quyển Nhà vô địch của Marco Minervini. Đấy. Và thường là tạo ra cái mô hình biên độ thu hẹp. Đấy. Thì chúng ta mua ở điểm breakout cuối cùng này sẽ rất an toàn. Mình ví dụ luôn SRI. Đấy. Biên độ thu hẹp ở Việt Nam khá hiếm đây. Đây là điểm breakout cực kỳ an toàn. Biên độ thu hẹp. Đấy, anh chị thấy đấy. Rất an toàn. BCE cũng vậy. Đây. Cực kỳ an toàn. Mua xong cổ phiếu thường chạy luôn. Đấy, và chúng ta nếu quay vòng tốt thì ăn lãi cực nhanh. Đấy, mình lấy ví dụ vậy. Quay trở lại tiếp theo nữa là breakout an toàn nhất là breakout nền giá nhé.
Hoặc là ví dụ hôm nay con CRE này, anh chị nhìn thấy an toàn không? Nền nó như thế này cơ mà. Đây, đây nếu mà nó cứ kiểu này ấy, nó tạo ra một cái nền nữa nha anh chị nhé. Cái mạng bên mình nó hơi kém nên anh chị thông cảm. Nếu mà thằng CRE này mà nó tạo ra một cái nền nữa thì nó sẽ trở thành một cổ phiếu có tiềm năng trở thành siêu cổ phiếu, và khi mua ở cái nền hai này, nó sẽ an toàn nhất, cực kỳ an toàn anh chị, an toàn hơn cái nền này, an toàn hơn những nền này. Đây chỉ là những điểm mua thêm nối tiếp thôi, còn nếu mà nó phi lên thì sẽ cực kỳ an toàn. Đấy, nên chúng ta phải lưu ý cái điều như vậy. Cái mạng nó hơi kém anh chị thông cảm. Và chúng ta tiếp tục đối với cổ phiếu này, mình nói lại này. Cái cổ phiếu này nhé, nó breakout đây là đang breakout nền nền giá thì rất an toàn. Nếu nó tạo ra một nền như này nữa 5 đến 7 tuần nữa breakout lên thì điểm này là điểm mua an toàn nhất và không bao giờ chết. Đấy, nền giá thứ hai là nền giá cực kỳ an toàn, nền giá một đã tốt rồi. Đây là những điểm mua thêm, điểm mua nối tiếp. Đây là phương pháp đầu tư chuẩn chỉ của tăng trưởng. Đấy, quân bình giá lên. Còn quân bình giá xuống thì mình chưa nghiên cứu phương pháp đầu tư đấy. Nếu mà nó tạo ra nền trên nền này đúng chuẩn một siêu phiếu, anh chị hãy để ý lại những cổ phiếu nền trên nền như là gì? HPG. Đây, một nền này. Đây, hai nền này. Đúng không ạ? Ba nền này. Đấy, rất an toàn, toàn siêu cổ phiếu rồi. Đây đoạn này cũng tương tự như vậy này. Đây đoạn này. Đây sau khi nó gãy trung hạn sau đó tạo ra nền giá này, breakout nền rất an toàn. Breakout nền rất an toàn. Đấy. Anh chị thấy an toàn đúng không ạ? DGC cũng vậy. Anh chị thấy những cái mẫu hình siêu cổ phiếu nó giống nhau. Nền này, breakout nền này. Rất an toàn đúng không ạ? Breakout nền này. Đấy, breakout nền này. Đây. Thế đoạn này cũng vậy. Thì anh chị thấy này, các nền này. Thì là breakout nền là breakout an toàn nhất. Cái thứ hai là nên là breakout nền chúng ta có thể mua được vô tư. Cái thứ hai là breakout kênh. Breakout kênh thì sẽ hai test lại. Mình lấy ví dụ ngay con RSI nhé. Đây là breakout kênh hay là breakout nền, anh chị có thể comment đi ạ. Đây là breakout kênh giá. Và khi breakout kênh giá thì sao ạ? Nó sẽ test lại. Nó sẽ test lại. Có thể nó quay trở lại cái phần này này. Phần giá khoảng là 21 này. Nó không vi phạm, nó không gãy sâu hơn cây breakout này là được. Mà một nửa, nó chỉ nhún về một nửa thì tốt. Còn nhún là sâu quá cái cây này thì coi như vứt đi. Đấy là những cái thằng mà breakout kênh giá thì thường hay test lại anh chị nhé. Đấy, nên là chúng ta phải lưu ý. Nên là chúng ta cũng không vội vã chúng ta bán. Nếu mà chúng ta lỡ mua trần nó giảm vài phần trăm thì chúng ta đo lường, cũng không lo lắng quá. Nếu mà nó test lại kênh giá thành công thì nó lại vượt lên bình thường thôi, vượt lên bình thường thôi. Mình xem có cổ phiếu nào nó vượt kênh giá tốt tốt. Xem lại thằng FPT. Đây chúng ta thấy đây kênh giá nó thực ra thì nó không rõ ràng, nó gần như là một cái nền rồi. Đấy, nhưng mà nó vẫn có sự dốc lên, mình có cho đây là một kênh giá đây. Sau khi nó đi lên xong rồi nó lại quay trở lại test, nếu anh chị mà không nắm được thì anh chị sẽ bán ngay. Đấy, và sau đó này, sau khi nó đi phi lên xong nốt thì nó bỏ rơi hết toàn bộ nhà đầu tư. Đấy là breakout kênh. Breakout kênh thì sẽ không an toàn bằng breakout nền, vẫn có thể fail bình thường, vẫn có thể chết bình thường. Đấy. Tỷ lệ breakout kênh ấy, thì 60%, breakout nền giá phải 90% đúng. Còn breakout đỉnh ấy chỉ gần như 100% là nó test lại. Em hiếm khi mà thấy breakout đỉnh mà phi luôn. Đặc biệt là những cái đỉnh 5 2 tuần hoặc là đỉnh mọi thời đại. Lúc nào nó cũng phải test lại và thường rất dễ fail và thường chúng ta chết ở cái này này. Đấy. Thế nên là chúng ta phải lưu ý nhé, breakout
nền giá thì chúng ta mua vô tư. Kênh thì mua 30% thôi ở cái phiên break thôi. Ví dụ SI này mua ở đây 30%, nó mà test lại thì chưa vôn nhỏ có thể mua thêm khoảng 20%, nó xác nhận đi lên mua nốt. Đó, phương pháp đánh nó phải thế. Đây anh chị nhìn đây, đỉnh 52 tuần của thằng SI này, sau khi break lên nó lại phải test lại, nên là chúng ta rất dễ là chết ở cái gì đặt lệnh cắt lỗ 57%. Đấy, anh chị thấy đấy. Đúng ạ. Đấy. Nên breakout đỉnh này rất dễ chết nhé, nên là chúng ta phải phân biệt. Đấy, đấy là một số cái phần kiến thức là em chia sẻ thêm để anh chị nắm được thôi. Đấy, còn giai đoạn tới ngày mai có giảm mạnh không? Em không biết được. Nhưng mà em nghĩ là sắp tới sẽ có phiên giảm mạnh để chúng ta lên tàu. Phiên đấy là phiên rũ bỏ, không phải phiên phân phối chỉ trong quá trình tăng thôi. Nên là sẽ là cơ hội cuối cùng để ai có thể là có tiền này hoặc là muốn gỡ cạc thì chúng ta còn cơ hội để chúng ta lên tàu. Đấy, còn không còn cơ hội nào nữa đâu. Sóng sánh chỉ như vậy thôi. Nên anh chị nào muốn trở thành khách hàng thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em nhé. Thì em sẽ hỗ trợ lên danh mục cụ thể rất nhiều nhóm. Em hỗ trợ rất nhiều anh chị giai đoạn này, cơ bản là hỗ trợ một một rồi, cũng rất nhiều công việc nên là nhiều khi cũng không thể là theo dõi bám nắm hết thị trường được. Nhưng mà thường thì anh chị là em thường đánh những phiên ATO này, ATC này, hoặc em chỉ dùng lệnh MP thôi. Đấy, rất nhiều nhóm em hỗ trợ một một. Thế nên là anh chị hãy, có thể là anh chị tin tưởng thì anh chị về với đội của mình thì mình hỗ trợ, liên hệ mình với qua số Zalo 0865 866 995, hoặc là có nhóm Telegram mình mới lập ấy. Chia sẻ kiến thức thì anh chị có thể là vào đấy, một số đoạn thị trường có cổ phiếu ngon thì mình sẽ thỉnh thoảng mình sẽ chia sẻ trên đấy, anh chị mua được lãi thì tốt thôi. Đấy, một số điều mà mình chia sẻ mình nghĩ là rất là tự tin nói với cả anh chị là mình chia sẻ rất thật tâm trên thị trường, mong muốn rằng anh chị có lãi. Chúng ta làm việc với nhau thì em cũng mới làm môi giới đây, làm thêm thôi, nghề chính em đầu tư. Đấy, cũng là hỗ trợ anh chị để làm sao chúng ta cùng có lợi, giúp được anh chị làm tốt. Đấy, cuối cùng thì kính chúc anh chị là một buổi tối tốt lành, một ngày giao dịch trong cái tháng Ngô, trong tháng 7, trong tháng xá tội vong nhân này, giao dịch tươi sáng. Mong rằng cái sóng đủ 10 13 tuần để chúng ta về bờ. Em xin kính chào anh chị và hẹn gặp lại anh chị. Anh chị thấy hay anh chị like, share, chia sẻ, comment tích cực ủng hộ kênh. Em xin hết.